Zhang Zhonggu là tên tuổi tạo được ấn tượng mạnh mẽ nhất với người hâm mộ tại giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương 2023 với những màn độc diễn thể hiện đẳng cấp vượt trội. Ngay từ chặng khai màn từ Bình Dương đi Bình Phước, tay đua 33 tuổi đã khẳng định sức mạnh khi biến phần còn lại thành khán giả để một mình về đích mặc áo vàng một cách thuyết phục. Khi đã mặc áo vàng, đồng thời đứng đầu bảng điểm áo xanh và cúp đồng đội, Zhang Zhonggu cùng tuyển Hàn Quốc tiếp tục bảo vệ thành quả theo cách riêng của mình. Không phải bằng cách phòng thủ mà chủ động tấn công. Dù mỗi buổi sáng ra đường, trời đều đổ mưa phùn, đường trơn, nhưng quần chân và tinh thần của các tay đua xứ Kim Chi không hề thay đổi. Zhang Zhonggu tiếp tục lặp lại kịch bản ở chặng 1 khi nhấn bàn đạp ở 10 km cuối mà không một ai đủ sức đeo bám. Chặng đua hôm nay khá khắc nghiệt, trời mưa, đường trơn và thời tiết lạnh, nhưng đây không phải là trở ngại. Một lần nữa tôi xin cảm ơn các đồng đội đã hỗ trợ và xin gửi lời chào thân thương đến sự cổ vũ của các khán giả và bạn bè. Và chiến thắng chặng thứ 3 của Zhang Zhonggu càng ấn tượng hơn khi anh solo hơn 100 km trong chặng 4, bất chấp nỗ lực của hai ngoại binh mạnh là Louis Dedriac và Roman Maikin để một mình về đích, tạo cách biệt đến hơn 14 phút trên bảng tổng sắp áo vàng. Dù không giành chiến thắng chặng nào trong 3 chặng còn lại, nhưng như vậy là quá đủ để tay đua từng giành huy chương vàng ASEAN 2014 khẳng định vị thế của mình với áo vàng và áo xanh chung cuộc. Tuyển Hàn Quốc cũng là những người nâng cúp đồng đội. Roman Maikin của Lộc Trời An Giang giành áo chống đỏ khi rút thắng đỉnh đèo Khánh Lê, trong khi áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất thuộc về Nicole Barreza của Philippines. Với thời tiết khắc nghiệt, mưa rất là nhiều như vậy cũng không làm cho tinh thần của các đội bị chùn xuống, và thực sự là có lẽ còn giúp cho các bạn lên tinh thần, nỗ lực hơn nữa để có được cái sự bứt phá. Và đối với khán giả giống như Thanh, chắc là rất là nhiều người cảm thấy rằng là chất lượng của giải rất là tốt, với sự cọ sát giữa đội trong nước như là đội tuyển trẻ, các đội rất là có năng lực trong Việt Nam cũng như là các đội nước ngoài. Dù thua kém về thực lực, nhưng các tay đua trong nước cũng đã thi đấu sòng phẳng, luôn tổ chức các cuộc tấn công để tìm kiếm cơ hội và nâng cao trình độ chuyên môn trước các tay đua khách mời. Trong bối cảnh xe đạp đường trường Nam Việt Nam năm 2022 chỉ có 2 giải, giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương Cup No. 1 trở lại đã mang đến cơ hội cho các tay đua trong nước thi đấu cọ sát với các tay đua mạnh nước ngoài để nhìn lại thực lực của mình nhằm chuẩn bị cho Cup truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 4 tới.